nữ yêu quái đã không tin tưởng Cao Tăng, nhưng anh ta đã nói với cô ấy rằng anh ta có thể giúp cô ấy thoát khỏi sự giữ của mình và trở thành một người phàm trần. Cao Tăng đã đưa cho nữ yêu quái một bài thuốc và yêu cầu cô ấy phải uống hết bài thuốc đó. Yêu nữ nghe lời và khi uống xong, cơ thể của cô bắt đầu thấy dạo dực, nước dâm thủy chảy ra, cái lồn bắt đầu nứng. Cô không ngờ đây chính là thuốc kích dục mà Cao Tăng đã đưa cho cô và không chịu nổi, nên yêu nữ đã quỳ xuống. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. ¿Qué